Chào bác ba, buổi sáng. Chào cả nhà. Xin chào cả nhà, buổi sáng luôn cả nhà ơi. Buổi sáng ở trên bác ba rất là bình yên luôn. Út nhìn xuống coi cái hồ cũng xuống dưới kìa. Cá đồng tông nó làm như là cái gì vậy? Thêm ốc đắng gì đủ thứ chứ. Ở trên đây giờ nhìn thay đổi trơn rồi cả nhà. Từ ngày bác ba lên cái vườn mít này là thay đổi cơ cấu hết trơn. Kiếm ăn mà, ít ăn ít nhiều ăn nhiều. Dạ. Ở trên cái chỗ mấy cái đường trên trong vườn mít của bác ba này cả nhà. Bác ba có đặt mấy cái giếng miễn, giếng mini á. Thì mấy bữa nay nghe bác ba nói là đổ có tép, cho nên bữa nay hàng với chú đi lên đây coi bác ba đổ. Rồi nếu có tép thì mình sẽ chia lại, mình đem về mình làm món. Anh Thắng với chị Loan thưởng thức luôn. Bây giờ anh Thắng với chị Loan còn ngủ cho nên là không có đi theo. Ở đâu bác ba? Chồng đó. Rồi sao bác ba đi qua đó? Dạ. Vườn mít này là quy mô là bằng cái vườn mít của anh Nguyễn đó, 30 công. Khóm này chừng nữa tha hồ mà hái nha. Đi bên đây có gặp không? Gặp giỡn không? Có. Có. Đi bên đây luôn đi. Đi họ mất qua clip kia nữa. Qua mới được rồi. Tại họ con nghĩ là còn mấy cái lúa bên kia nữa. Được. Dạ dạ. Em đi thì được rồi đó, có cái hãng biết tao lo nổi không à. Ông chủ vườn ông đi lẹ quá. Quá trời thì đâu muốn luôn cả nhà ơi. Tao muốn này mà có nuôi bò hay nuôi hổ gì cho ăn. Ủa mít của bác ba đây không có thấy dằn dây giống như bên anh Nguyễn. À làm xuôi. Ở đây cũng có cố định nè cả nhà, nhưng mà bác ba làm kiểu khác. Anh Nguyễn thì làm ba góc, còn đây bác ba dằn xuôi. Mày chơi có hai cái à. Chứ đâu có. Đặt thấy em ghe, đặt thấy em ghe để biết sao đây. Rồi cái vớt đơn giản vậy thôi hả? Ừ, đặt là cái hứng mà. Ừ. Nó nhảy kìa. Trong đó không ướt hết trơn. Đây. Đặt một cái vớt rất là đơn giản luôn cả nhà. Chỉ là một cái hình chữ V chặn ở đây thôi nè. Rồi cái lọt kéo lên đây. Tép nó đi mà. Tép thì đồ bắt cá là cá thả mùi. Con cái này. Nhảy qua nghe trúng dữ lắm rồi. Có 2 kg mà 3 2 cái mà 3 kg mấy 4 kg hả? Rồi, giờ cái trong cái em lắm à. Ồ có kìa. Có mà không biết ít nhiều thôi, vì có chạy dính hôm kìa. Có thấy không? Có đó. Đúng. Ôi ôi. Ô cái này ký mấy xiền luôn. Nhìn kìa cả nhà ơi, khủng khiếp luôn. Trời trời. 100% tép. 100% tép. Để hãy xuống hả bác ba? Hãy hao xuống bác ba. Nó lên chứ bị nó bún đổ. Ủa? Được, mấy cá nuôi nó vô đây cũng bộn à. Đã vậy? Ở đây mình có thả cá. Rửa và thả xuống. Bác ba.
Ở đây ông có tép gì ông kiếm cái bóng tượng không hả qua? Đâu có ta cái hồ nhóc như này rồi. Cái hồ nó cũng mang tép gì vậy? Đậu đủ cá mua cá con cá hường. Ủa cá. Trời ơi. Tuyệt đỉnh công phu cá cơm đó kìa. Trời ơi, cá linh nữa nè. Cái đường hồng nè bác ba. Cái cắn cỏ đó. Ờ vậy hả? Mới thả đi. Thả xuống đó. Cái cắn cỏ chúng hai cá linh. Mới nhìn giống hịch nha. Con cá cơm nè, ngồi tét cái nhào nó ngon. Út, cá dưa hồng nữa nè. Cá dưa hồng thơm 5-6 ký thả xuống này. Nè, thả chạy nè. Chạy vô chứ. Hay quá bác ba 10 điểm. Trời ơi, tét cái hàm luôn. Cá cơm. Được mấy con cá mới mua nè. Thả ba cái con xuống nữa. Cái gì mà tép chứ cái vớ mà tép dữ vậy? Úc ơi. Cái ham thì chết. Tự nhiên mình lên vườn ở trong vườn bắt đầu nó có tép vậy hết ta. Ngộ ha. Bơm nước vô nè, cái trứng ngoài sông nó vô á. Cá cơm nè cả nhà. Ở bên chị Vân bển cũng có cá cơm mà không có tép nhiều bằng như bên đây. Bữa ngày hôm qua mình tép được gì là tưởng nhiều rồi ha. Con Vân bển chưa có đặt á. Chứ mình kéo lưới mà nó dính cả đó rồi với cái đặt nó chạy đó. À gì để kia chị Vân đặt vớn thử coi ta. Đặt là bằng đêm ấy. Nhái đặt thử kiếm tép là ăn à. Quá ngon luôn. Ủa tép trong đây cái đúng là cái nguồn nước ở đây cũng là nước bạc này cả nhà. Nước bạc đấy nhìn tép nó trắng tinh nè. Nhìn nước nó đục đục như nước cơm giò vậy đó. Tại vì con cái tép của mình nó trắng. Nhìn tép thấy hay thèm ha. Ngon quá à. Cái này hơn ký, hơn ký à. Hơn ký à. Ba im. Rồi tiếp tục còn cái nữa. Hai cái chỗ một à. Hai bên gì rồi đó. Vậy hả? Đặt hai bên ngang chỗ à. Vậy cho thuận tiện. Qua đây đổ một cái nữa nha cả nhà. Tôi từ bắt ba chậm khớp kìa. Nếu mà cái bên đó chạy bên đây phải chạy à. Vậy ngày ngày qua 4 kg bên đây 5 kg. Nếu mà đặt 4 cái là nhiều lắm đó nha. Cứ một chuông phân nữa này mình đặt một cái được rồi. Còn đặt nào không đặt đi mà đặt hai cái. Hết vớn thì cho con đi con mua vớn vô con đặt. Có chạy nữa. Có cá cơm đây rai bác ba. Có cá cơm á. Cá cơm đó không phải có nhiều. Rồi, bác Hằng ơi. Phải chạy thôi. Mà tối này có mưa nữa mà. Ô, này không bằng rồi. Cái này không có. Mấy cái à. Cái này ít rồi. Này vô sao? Ăn dư sức rồi. Cá điều hồng không trời. Cá điều hồng sao nó chạy qua vô vớt quá mà bán cá chiên không có. Quá sạch gần với con. Nguyên khu vườn này bác ba đặt có hai cái vớt này cả nhà. Đặt mục đích là bác ba kiếm ăn thôi chứ không phải là bán. Và mình hỏi xin bác ba cho mình lên quay với lại chia lại bữa nay về làm món đãi anh chị. Mấy con nhìn miếng tép ham cái này ít rồi tưởng đập cái nó nhiều như cá mãi cái gì im ha cá lô kiến bỏ trên bờ luôn à vậy đi vớt vác có con cái cũng được của cái gì qua cả cả hai cá ở đây mà thả cá chắc ngon màu lớn thả tùm lum cá ha bác ba thả diêu hồng chấm cỏ cá hô thì tùm lum hết á ý là cái này không có xe giò mà cá nó chạy kiểu này gặp xe giò là cá nó chạy dữ lắm luôn đơn sơ để bắt tép rồi bắt tép bà chủ yếu bắt tép thả cá là sợ nó cá vô bắt cho hết đâu nó vô được nhiêu vô mà ồ nhiều đây ấm hiểm mày này chắc hơn cái tép cá cơm số lượng ít quá chắc mình thả lại xuống luôn đi Út lấy tép thôi nha cái gì vậy rồi chạy con cái à tép nó trắng này nè cái tùy ngày ông mới dở bữa đầu chắc chạy gì lắm ngày hôm qua 4 kg mới dài à đâu có đặt mới đặt là hôm qua á vậy hả hôm qua nó chạy đặt kia chứ đặt kia ngày hôm qua mới dở đặt kia có một cái vớ mà tép nhiều cái ham luôn còn cái bên đây không chạy dạ được rồi vô ơi con nó có cái gì trong cái mèo đó bác ba vô lai ra đi con nhút vô sao bác ba vô ăn ăn cơm đi
cái này rồi như không đó. Bữa con nghe nó ngày qua nghe nó chàng cân nhiêu mấy chục ngàn ký đó. Thôi, làm gì ăn đi hết cân cân gì. Đi quá phải cho hả? Ừ, tao hay là em. Bác ba không lấy tiền cho nhà. Cảm ơn bác ba. Để sao lên đổ nữa. Thì chắc hơn ký á. Rồi, ngày qua. Dạ, cảm ơn bác ba. Về luôn bác ba. Rồi. Bác ba gái đâu rồi không biết. Đâu lại trước hay gì rồi. Không trước hả? Chào buổi sáng ba đổ dớn con với chú cũng mới đổ dớn về nữa tiếng cạn chạy ít chị đưa chạy cá ngon nha đổ ra đổ ra nè mấy cá lóc nữa rồi đổ ra đổ ra nhưng mà ba coi ba coi ba coi thành quả của con với chú ba mới giật mình nè chào cả nhà lại đây đây em lên kia thao đổ ra rồi đây 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 bỏ luôn cái của chị đâu thành quả của chị vốn đâu mấy thảo kia nữa đem xuống đằng đây luôn chào anh Thắng buổi sáng Thắng này chị hôm qua không khỏe rồi bữa nay cho nghỉ dưỡng anh nó bị tức ngực vậy ba thấy gì chưa đây là thành quả của hàng chú đi đổ vốn về có hai cái vốn mini đó ba chạy nghỉ không á. Không? Rồi ba đổ của ba ra đi. Đổ về coi vàng. Em thắng coi. Được con ra. Cái lóc bằng lưng. Viết nhét cho sạch trong cái đó đang mình lụm cua mình bỏ. Được con cá lóc nè, hai cá lóc. Ba cá lóc giữa con. Ăn con nữa nè. Tí đồ luôn cá lóc này á. Lụm ăn cua bỏ đó cái mua cá lóc, cá sặc, cá chê, lương, ớt, mấy con mà? Con hết một. Con hết. Con hết, cho cô Đất ăn được rồi. Chào cả nhà cô Đất. Chào con, chào. Chào cả nhà. Đây nè, nhìn nè. Chào cả nhà má nè. Nhìn thằng đây nè. Gì vậy, nhìn gì liếc liếc bác Thắng vậy? Thắng đi giờ. Chào Thắng đi. Rồi, bây giờ... Ủa ba. Anh Thắng lên món đi, cơm trưa. Gì vậy? Đó anh nhìn đồ đó anh muốn ăn gì có sẵn nguyên liệu đó con cơm hả anh muốn ăn món gì làm món đó à anh muốn ăn món gì làm món tép cá cua canh chua cá lóc nó canh chua mấy lương lương cá lóc nấu canh chua làm mới tép răng mặn cái nữa lộn vậy đi cá lóc mới mềm ngon lắm nè cá lóc. Đã. Này răm cháy mặn đúng không? Cháy mặn lại, ăn với cá chua. Sao? Ừ. Này tép này cháy mặn đi. Còn cá lóc, lấy cá lóc. Cá lóc, mấy cá lóc nấu canh chua. Cái này ba bó lại đi con làm đi lấy gì còn muốn bó mấy chú Sáu chuẩn bị cơm trưa cái này thì nãy cách hồi nãy cái lúc mà ông Sáu đổ vớn đi hai chú cháu đi đổ vớn về rồi xong rồi ông Sáu cũng đổ vớn về chú Út biết thành quả là gì không đâu biết kìa trên bàn kìa
thấy cá lóc. Cá lóc rồi cua rồi, nhưng mà lấy cá lóc mình sẽ kết hợp giữa cá lóc với tép. Ngày hôm nay mình làm bữa trưa cá lóc nấu canh chua, tép chiên giòn, với lại phải có chảo kho tiêu nữa các bạn. Mà Út lựa quá trời được, có nhiêu cái cơm nữa mà. Cái cơm với tép này mình này chiên giờ cái gì, kho tiêu chảo nhỏ nhỏ thôi cả nhà. Còn cái tép này nè đặt rồi, mình sẽ xóc với muối tiêu, mình chiên giòn lên mặn mặn ăn với canh chua. Canh chua thì sẽ nấu mấy cá lóc, canh chua súng đó, thịt đơn của mấy nè, chú cháo lên thịt đơn vậy đó cả nhà, thấy 10 điểm chưa. Con súng này cũng trọng nhỏ sùng ma cháu là cái tép đi, tép chút chuyện lúc trước được này, muối tiêu cả nhà mình cho vô. Không có, con ăn rồi hả? Muối cái này muối tiêu luôn nè, con làm sẵn rồi. Dạ. Chỉ trộn lên giùm con thôi. Ốc tưởng là cái đó là tiêu không đúng không? Cái chảo kho tiêu của con. Ốc nấu gì nồi canh chua với chiên đi. Rồi, yeah. Mẹ ta nữa rồi mình để gì vậy vô. Bữa nay đổi hướng là nấu canh chua mi. Muối. Năm nay cây me mình chắc không có me ăn quá vậy. Có mà, trái nhìn bệnh trái đó. Có không? Sao chị không gặp? Cái đó gặp đường vô cá vô bội me còn lợn cợn vậy đó. Mèo quá, cá vô luôn, cá này cũng mèo chính à. Cái giá bành kia tôi mới cầm đây đâu trời. Ở? Đâu để à. Có đồ máng mưa. Me này màu gì mà đậm dữ vậy? Me lâu năm. Me muối lâu rồi mà chưa dữ sao? Ôi me này cái màu nó đậm dữ không? Chắc là chua lắm đây. Dám lắm, chua lắm à. Chắc là chua rồi đó. Bị canh chua là phải chua chứ. Canh chua không chua thì lạ lắm à nghe. Vậy không chua gọi là canh ngọt. Để lâu mít rồi giảm sợ cá nó chịu. Bên đây là cái chảo kho tiêu của Hằng. Cái đó mình điểm đó, chứ cải tốt. Cải này là phối hợp với món này nè cả nhà. Tép chiên giòn với lại cải xanh. Cải xanh ăn mát, cải nhúng ăn giòn. Cái này sắp là dĩa luôn, ăn cái chân này luôn được. Rửa sạch gì là... Rửa rồi, bay rửa rồi. Sắp là dĩa đi, hồi chiên tép là bỏ ra luôn. Đâu có kiểm tra coi nó còn dính rơm không? Được chưa, được chưa. Cô chú coi như là làm xong rồi, còn để cái món chiên cái tích thôi cho nó giòn nha. Qua từng đợt rồi cho nó giòn luôn. Đây là chiên giòn nha cả nhà. Dạ yeah. Giòn giòn giòn. Út giớt yeah. Đi phụ Giang đi, Giang nhộn chén hả? Út giớt đi có cái giọt á, cái dây. Để đúng rồi, để vô luôn vô. Con súng này ngắt xuống liền. Phải nêm cái nước cho nó ngon trước cả nhà. Còn trong súng xuống là thuận thức. Rồi. Chua bông súng cá lóc này giác nhiên coi ấy tép giác tép luôn. Một tổ rồi xong luôn, lên luôn
đổ cái tép qua đây luôn. Ủa rồi nè, từ từ đứng đấy, cái nóng để cái kia trước em chín cải. Ờ ngon, đúng bài luôn, có cải xanh với tép chiên dầu. Còn nước giang, còn nước giang, còn giá thôi, nhiều lắm mà. Cái này còn đang sôi vô luôn. Rồi đổ nằm trên này, đổ nằm nóng trên mà. Đâu có nóng cải được sợ, xèo xèo luôn. Hiếu ớt à, ớt trên kìa. Mình ăn cơm trưa cả nhà. Lây quay gì cũng có ba món nha. Cá lóc nấu canh chua canh súng. Bữa nay chú không nấu chanh mà chú nấu me. Bên đây là tép chiên giòn, mình kèm với bông với cải xanh. Chắc chắn phải có là một chảo cá kho tiên. Xin mời cả nhà ăn cơm trưa. Trời, cái lá cải phích lên luôn còn gió. Hôm nay là bữa cơm từ tép. Chuyến này em thắng với chị Loan về hay đợt này có tép nhiều. Hôm qua cũng tép, bữa nay tép nữa. Cháu luộc cá lóc rụng bụng. Nhìn thấy nha. Để chén qua này nè, đi xin. À, đổ rồi. Xin mời cả nhà ăn cơm trưa. Rồi. Món ăn dân dã không à cả nhà? Rồi cả nhà ăn cơm. Bạn nhà ăn cơm chưa? Rồi cả nhà, cơm. Ăn cơm trưa trễ chưa ta? Một giờ kém luôn rồi. Bông sướng. Ta hai bông súng gì nấu canh chua anh Thắng lại hỏi ông Sáu hai bông súng tặng người yêu hả? Chịu không nổi luôn. Tép đi. Tép đó chắc phải ăn xúc quá. Mấy cái muỗng xúc. Dầm dầm chế ớt rồi. Món tép mình hấu cơm Giang ơi. Cái muỗng nó được. Chờ tôi thiết kế mà. Nó quá. Tôi xin lá cải xanh nha. Tôi gấp cái ruột vậy hả? Tại vậy con phải nói. Ủa nằm mới được. Lấy cái muỗng xanh. Lấy cái muỗng nha. Này là cá kho tiêu này, quay phim thử kho. Quay phim kho là nhiều khi nó cần lúc nó mới ngon. Nó cũng mặn. Mặn không chị? Mặn không? Em kho mặn. Mặn để em ăn canh chua. Ăn thử tép chiên nha. Dạ. Đó, có cái muỗng nó xúc cuốn vô ra cải xanh. Đó, con cá bóng nó mới bự đó. Đâu à? Bự con bằng cá lóc này. Đó. Anh thấy ảnh sao anh đau tức ngực vậy ta? Tức ngực từng cơn phải không? Nó đau từng cơn phải không? Lúc đau lúc không. Đau tử rồi, đảm bảo. Bà anh tức trên này chứ không phải đau bao tử đâu. Trên cái chấn thủy mà. Mà nào giờ có bị không? Thì chấn thủy chỗ đó là dạ dày thấy rồi, nó đau tạng rỗng nó đau từng cơn. Mới bị. Đó là nhậu không. Bữa nay hả, ngày đau mai về chị Loan khé ghé khám bệnh anh khám luôn đi. Không đau bao tử á. Nhậu nhiều quá. Tép chiên được không chị? Không chị. Nó giòn ghê luôn. Người nó không khỏe rồi sao ăn ngon được. Ăn được không? Ăn chén là nó ngon. Bụng thì nó dài dài như nó teo vậy sao? Con súng này cũng mềm quá ha. Tưởng đồ nó vắng vắng mà nó cứng chứ. Cũng cục cũng mềm. Cái này cái con này. Đau gì trong người cũng khó chịu chứ. Chỗ nào cũng khó chịu. Chỗ nào cũng khó chịu. Nằm người bị con mũi với là trò là dính chùm. Phải nhức đầu đỡ. Cái họ nhức đầu là phải ho đã.
vị này tụt á. Trời, như chị không có làm tụt cái sao chứ. Nó chua hết rồi. Cái lòng chuột có sao chứ nổi. Con chua vô tiêu gì. Chiến thì chiến vừa vừa cũng được. Chiến vừa vừa cũng được. Trời ơi, ông anh tôi cũng thiệt tình ông nội ơi. Không mà ảnh đau mình nhìn giống như là nói giỡn vậy đó cả nhà. Không đau, cái ngồi cái bình thường của chị. Lúc thì bình thường vậy đó, nãy đi bơm chuột cày cày không. Nó thích đào rồi đào. Chứ mua đào thì nào đào phải không? Cái đào tử nó vậy đó anh. Đào bà tử á, đảm bảo luôn. Đào bà tử ra nó muốn đào, đào à. Anh đào vùng thượng vị ở trên à. Mình ăn no đi nè. Mình đói, mình đói. Mới bữa đây cũng đi được miếng cơm bây giờ. Miếng cơm bây giờ. Sao chữ vậy? Ăn đồ ăn chứ lại đi rượu. Cái này xem nó hàng sát vô mới chịu trời. Không có muốn bắt cái nào chứ. Dạ nó không nha. Cái này nồng lắm. Em múc cơm chua rồi. Còn nhóc rồi chị. Sau lưng không có mồ hôi. Chứ hồi nãy giờ nhớ. Ở ngoài cũng gió dữ lắm rồi ba. Gió nhưng mà nó gió hướng gió là hướng ở bên sông hướng qua cả nhà. Bị cái nhà trên che đấy lại rồi cái chòi mình bị khuất. Nhưng mà mình ra chòi sau là mát lắm á. Kệ anh Thắng nhìn kìa tổng tổng thành quả cá lo cái tổng bóng tượng đó. Bữa đó đổ như vậy đó nhưng mà ốc con qua con đó bằng con đó. Bự hơn. Bự hơn. Con thấy ốc giơ lên người bằng cổ tay mà đúng không? Trời ơi nắm không giáp mà. Nắm không giáp. Con đứng ở trong chòi con nhìn ra mà con thấy nó bự. Mấy nay đậu ăn nhiều lắm. Bác sĩ khám cho hai chữ thì xong đó. Bây giờ. Cái u thường. Ung thư cái hả? Bê tê mà. Nấu đồ cái mặt mày chứ. Chỉnh không. Nấu rảnh, ngủ xài xịt á. À nhớ rồi. Chắc cái xài quá. Hên, cho đông quá hả? Vô mắt mà. Vô mắt. Vô mắt cái rồi đó. Cái hầm của ông thầy đánh gì mà tép ghê trời. Trời ơi, mấy vườn mít vậy không á, bên chị Dân cũng vậy vậy. Có vườn anh Nguyện à, vườn anh Nguyện bể. Bị người ta quần quá trời. Nguyện anh cho vô tự do mà. Bà vậy mới hết cá. Ba, bây giờ nó đăng lưới 3 phân, 4 phân á, mà dân ngầm kiểu giống như là đặt luồn ở dưới đó luôn á. Không có dở về á. Vườn anh Nguyện hả? À. Trang trăm như vậy à. Cô hỏi dân lưới lồng tâm thấy cá con ngắt kìa. Bữa nay hết luôn. Xịt rồi đủ thứ dân mà. Anh Nguyễn anh đâu có quản lý được đâu. Mà anh cho vô xịt lung tung hết rồi phải không? Thì anh cho người ta vô, người ta mới vô. Đúng chứ rồi. Không cho ai dám vô. Ai dám vô, phải từ đầu nó mới vậy rồi. Bây giờ cho vô, lỡ người ta vô rồi. Vịt ai lạc ra? Ngỗng. Nhà ta nuôi đó lạc. Ngỗng của chính rồi. Nhà ta nó nuôi. Múc. Gió mà rồi. Lắc lại đánh giá. Xong rồi buổi trưa đơn giản cả nhà.
thì Hằng cũng sẽ xuống ăn cơm rồi mọi người nghỉ ngơi. Chiều nay mình sẽ có chương trình tiếp theo. Chúc cả nhà có một buổi trưa vui vẻ. Chúc anh Thắng chiều nay khỏe để chiến. Hẹn gặp cả nhà lúc sau. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Ông đói quá đó. Đói quá. Ăn vô là im rồi thấy không?